À, đây nó là cái đầu xe lửa đồ chơi hoạt hình Thomas and Friends, kéo theo cái remote phía sau đây. Nó là hàng của Anh Quốc. Hai cái này nó kết nối với nhau một cách này để lên nha. À, thương hiệu của nó đây, Golden Bear, thương hiệu của Anh Quốc. Mã số của nó là 015. À, xe chỉ chơi tương tác đẩy chạy với bánh xe có cao su bên dưới. Không sử dụng pin gì hết ha. Cái này cũng vậy.